Những câu chuyện buồn, câu chuyện về người cha có con gái không muốn lấy chồng vì bệnh gan. Tôi đã làm y tá cũng lâu lắm rồi, cũng chứng kiến nhiều chuyện vui buồn của bệnh nhân nơi chỗ làm. Vẫn có một câu chuyện mà tôi nhớ mãi, vừa lạ mà vừa thương. Nhân đây tôi muốn chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Tôi gặp chú Tám vào một ngày cuối năm 2016. Chú đến để gặp bác sĩ, nhưng không vì bệnh tình của mình mà chỉ nhờ tư vấn về trường hợp bệnh của con gái chú. Một cô gái tên Xuân, dáng người nhỏ nhắn mà tôi cũng có dịp gặp qua. Chú Tám kể với tôi rằng má nó đã qua đời sớm khi nó mới có 10 tuổi à cô, nên con bé trưởng thành sớm và tự lập lắm. Tôi thương nó ghê vậy á, chỉ mong nó sớm lấy chồng, sống hạnh phúc, đừng khổ như tôi với má nó là tôi mừng lắm rồi. Mà ngờ đâu nó lại bị bệnh, mà cái bệnh viêm gan gì đó mới tội á. Thiệt là... Đôi mắt của chú chất đầy nỗi lo âu, gương mặt hằn lên vẻ khắc khổ của một người cha tần tảo gà trống nuôi con. Xuân, con gái của chú Tám, năm nay đã 26 tuổi, đang sống cùng với chú. Chú thấy con mình quen bạn trai đã được mấy năm, nhưng chưa một lần cô đã động đến chuyện cưới xin. Nhiều khi chú hỏi, cô chỉ cười và bảo cũng sớm mà cha. Rồi chú cũng nghĩ là chắc nó lo chuyện mần ăn, kinh tế hẳn ổn định rồi mới cưới, nên cũng không giục con mình nữa. Nhưng đến khi bạn trai của Xuân tâm sự với chú về chuyện hôn nhân của hai đứa, thì linh tính của một người cha mách cho chú rằng chắc có chuyện gì đó rồi. Thường thì Xuân hay tâm sự với chú lắm, nhưng ít khi nào nói đến chuyện chồng con với chú. Dù nhà neo người chỉ có hai cha con, cứ để hoài như vậy không hay. Chú Tám mới gặng hỏi Xuân mấy lượt. Nè Xuân, sao con không tính đến chuyện lấy thằng Khoa đi? Bộ nó không tốt hả? Hay là có vấn đề gì? Không phải đâu cha, là con không tốt. Con không tốt cái gì chứ Xuân? Khoa nó cũng ngỏ ý muốn cưới rồi mà. Con có bệnh cha à, con không muốn cưới. Trời ơi, bệnh gì? Bệnh gì mà mày không nói cho cha nghe? Là con bị bệnh viêm gan B đó cha. Bệnh này dễ lây cho chồng, cho em bé khi mang bầu lắm. Rồi có khi bản thân con lại biến chứng sang xơ gan. Con không muốn làm khổ cho gia đình người ta, khổ con cái sau này, nên không muốn lấy chồng là vì vậy. Con cũng đã chữa hơn cả năm nay rồi mà không có khỏi. Con không dám nói vì sợ cha lo. Chú Tám cũng thất thần lắm khi hay tin con mình bệnh. Trời ơi, cái bệnh viêm gan B gì mà ác vậy nè. Chú nhà quê có nghe nói đến cái bệnh này bao giờ đâu. Chú nhất quyết đi theo con gái lên tỉnh khám thì mới hiểu ra. Không lẽ con chú cả đời phải sống lẻ loi, lẻ bóng một mình với cái bệnh này sao? Nghe chú kể đến đây, lòng tôi thấy thương chú lắm. Âu cũng là lòng cha mẹ thương con. Tôi cũng cố gắng động viên chú chạy chữa cho con gái. Bệnh này cũng không xấu như nan y đâu. Đúng là trời không phụ lòng người mọi người ạ. Sau một năm chữa trị thì cuối cùng bệnh của Xuân cũng đã khỏi. Chú Tám cũng vất vả lắm mới cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Chú kể lại với tôi rằng thiệt tôi không đành thấy con tôi nó bỏ lỡ hạnh phúc như vậy, nên cũng đi tìm thuốc, hỏi người này người kia. May sao mà có ông bạn già của tôi ở Đồng Nai, ông chỉ cho tôi cây thuốc tên là cây an xoa gì đó, nên tôi mua về cho con Xuân nó uống. Nó vừa uống thuốc của bác sĩ cho nè cô, rồi vừa uống thêm cái thuốc đó. Dần dần đi khám thì bệnh bớt dần, và rồi cũng coi như khỏi hẳn. Thiệt là tôi mừng hết sức vậy đó hả? Tôi cũng mừng cho chú Tám và em Xuân. Sau bao nhiêu nỗ lực và kiên trì chữa bệnh thì niềm vui đã đến với họ. Lần cuối cùng chú Tám dẫn Xuân đi khám định kỳ thì tôi cũng có gặp lại chú. Chú còn khoe với tôi rằng kỳ này con Xuân nó khỏi bệnh rồi, tôi phải về mừng đám cưới ngay cho nó mới được. Làm gì làm, con gái thì cũng có thị ha cô. Ánh mắt của người cha nay không còn vẻ buồn rười và lo âu như trước nữa,
mà thay vào đó là sự phấn khởi và vui mừng. Chuyện đời là như vậy đó mọi người. Nhiều khi chúng ta có những lúc đường cùng, khó khăn lắm, nhưng chỉ cần sự nỗ lực và ủng hộ từ những người đồng hành thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.